Kính chào đồng chí và các bạn đến với chuyên mục An ninh Bạc Liêu. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin dành trọn thời lượng ghi nhận những thành tích chiến công của lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bạc Liêu đạt được trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thưa các đồng chí và các bạn, được mệnh danh là lá chắn thép trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bạc Liêu đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn thể hiện được ý chí, bản lĩnh với tinh thần nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Trong mỗi giai đoạn cách mạng của dân tộc và công cuộc xây dựng phát triển của đất nước, luôn có dấu ấn không nhỏ của lực lượng công an nhân dân với vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong đó, cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng có vị trí, vai trò quan trọng, trở thành lá chắn thép vững chắc trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân. Phát huy truyền thống dễ dàng đó, trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với cảnh sát cơ động, công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động, công an tỉnh Bạc Liêu luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu với tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu. Qua đó, từng bước khẳng định rõ vai trò mũi nhọn, xung kích đi đầu, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà đảng, ngành và nhân dân giao phó. Trong những ngày đầu sau khi tái lập tỉnh Bạc Liêu năm 1997, cùng với lực lượng công an toàn tỉnh, cảnh sát cơ động công an Bạc Liêu phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Nhưng với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cảnh sát cơ động đã chung sức, đồng lòng, đoàn kết trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, trở thành lá chắn thép vững chắc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Phát huy truyền thống dễ dàng của các thế hệ đi trước, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, xác định sự bình yên của nhân dân là mục tiêu, là phấn đấu và xem đây là phương châm hành động trong thực hiện nhiệm vụ. Trải qua những năm tháng xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát cơ động luôn xứng đáng với niềm tin yêu của đảng bộ, chính quyền và chỗ dựa vững chắc của nhân dân, góp phần quan trọng cùng các lực lượng công an trong tỉnh đảm bảo tình hình an ninh trật tự, rồi bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, và đảm bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, khách nước ngoài đến thăm và làm việc ở địa phương. Xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhằm xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bạc Liêu thường xuyên xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình huấn luyện cơ bản và chuyên sâu, tập trung vào các huấn luyện tác chiến, luyện tập chiến thuật, quân sự, võ thuật cho cán bộ chiến sĩ, luyện tập các phương án tác chiến, giải quyết các tình huống gây rối an ninh trật tự, phương án phòng chống gây rối, bạo loạn, khủng bố. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, từng cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động ngày đêm ra sức tập luyện để nắm vững lý thuyết và thực hành các động tác kỹ chiến thuật quân sự, sử dụng thành thạo các loại vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ được trang bị nhằm phục vụ công tác và chiến đấu. Với tinh thần đó, từ khi tái lập tỉnh đến nay, lực lượng cảnh sát cơ động luôn khẳng định được vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt trong các đợt diễn tập phương án phòng chống bạo loạn khủng bố, diễn tập khu vực phòng thủ các cấp. Gần đây nhất, lực lượng cảnh sát cơ động đã tích cực tham gia và hoàn thành xuất sắc chương trình diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bạc Liêu năm 2023, được lãnh đạo quân khu 9
các cục nghiệp vụ Bộ Công an và tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh khen ngợi, đánh giá cao. Giữ vững phương châm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, thời gian qua, lực lượng cảnh sát cơ động đã phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương trong công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, phương án xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự phát sinh ngay từ đầu và tại cơ sở, không để phức tạp kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Phân công bố trí lực lượng thực hiện nghiêm quy trình vũ trang canh gác 24/24, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các cơ quan đảng, nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm của tỉnh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân sự, biên phòng các cấp, tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Bạc Liêu, bảo vệ thành công các sự kiện kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao diễn ra trên địa bàn tỉnh. Từ đó tạo môi trường an toàn, lành mạnh, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch, góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát cơ động luôn giữ vai trò là lực lượng mũi nhọn, thường xuyên tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tích cực phối hợp với công an các đơn vị địa phương, tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp tụ tập gây rối trật tự công cộng, đồng thời quy động toàn thể cán bộ chiến sĩ tham gia các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo từng chuyên đề, lĩnh vực. Qua đó, lực lượng cảnh sát cơ động đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong đấu tranh, triệt phá các chuyên án, vụ án hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tham gia triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát cơ động cũng là một lực lượng quan trọng trong tham gia bảo vệ an toàn các phiên tòa xét xử, dẫn giải hàng ngàn bị can, bị cáo. Đồng thời, cũng là một lực lượng hỗ trợ tích cực trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Với tinh thần thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui lẽ sống của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình, thời gian qua, lực lượng cảnh sát cơ động đã và đang phát huy hiệu quả vai trò là thành viên tổ công tác 238, trở thành lực lượng chủ lực trong công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Trong những năm qua, thì lực lượng cảnh sát cơ động luôn phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng cảnh sát hình sự theo một cái kế hoạch chung, thống nhất, từ việc tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, cho đến tham gia đấu tranh, chấn áp các đối tượng hình sự cộng cán, triệt xóa các cái tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp trong nhân dân, tham gia đấu tranh các cái chuyên án của lực lượng cảnh sát hình sự, cũng như bảo vệ những cái sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trên địa bàn tỉnh. Thì trong bất cứ cái nhiệm vụ nào, thì cảnh sát cơ động luôn nêu cao cái tính cơ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và luôn phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Song song với công tác huấn luyện, cấp ủy lãnh đạo đơn vị đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ chiến sĩ để có biện pháp giải quyết phù hợp, kịp thời triển khai cho 100% cán bộ chiến sĩ về chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết chỉ thị của ngành, gắn với thực hiện các phong trào thi đua, công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, cuộc vận động công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ. Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các chuyến về nguồn tại khu căn cứ cách mạng, địa chỉ đỏ, nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ, nhất là chiến sĩ trẻ, về tinh thần yêu nước, lịch sử cách mạng của dân tộc và những thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân nói chung, công an Bạc Liêu nói riêng. Quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị, từ đó giúp cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để tiếp nối được cái truyền thống của các thế hệ đi trước và phát huy được
truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát cơ động, thì hơn ai hết bản thân tôi là một cán bộ trẻ, đồng thời cũng là một cán bộ đoàn, thì trong thời gian qua đã cùng với tập thể cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên của đơn vị là không ngừng nỗ lực phấn đấu, cố gắng trưởng thành, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị là ngày càng phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định được cái vị trí, vai trò nòng cốt, xung kích của tuổi trẻ cảnh sát cơ động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Bên cạnh đó, cấp ủy, ban chỉ huy phòng cảnh sát cơ động cũng quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lớp cán bộ chiến sĩ trẻ. Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, cấp ủy, ban chỉ huy phòng luôn coi trọng hiệu quả, chất lượng việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị. Đặc biệt, với đặc thù là một trong những đơn vị có tỷ lệ công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân hàng năm khá đông. Do đó, bên cạnh công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật, phòng cảnh sát cơ động cũng quan tâm động viên, giáo dục chính trị tư tưởng cho các chiến sĩ nghĩa vụ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến sĩ vừa thực hiện nhiệm vụ trong quá trình tại ngũ, vừa được tiếp tục học tập, nâng cao kiến thức phổ thông để tham gia kỳ thi tuyển sinh của các trường công an nhân dân. Những năm qua, số lượng chiến sĩ nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại phòng cảnh sát cơ động trúng tuyển vào các trường công an nhân dân đạt tỷ lệ rất cao. Đây là động lực rất lớn để các chiến sĩ nỗ lực phấn đấu trong học tập, sinh hoạt và chiến đấu. Trong những năm qua, Đảng ủy lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo hết sức sâu sắc và phát động trong toàn lực lượng để tham gia tích cực, đặc biệt là đối với phong trào an sinh xã hội, rồi phong trào đoàn ông đáp nghĩa, rồi các phong trào hướng tới những cái hoàn cảnh của cán bộ chiến sĩ mà gia đình và thân nhân có những cái khó khăn. Đó là một trong những cái để như là làm gắn với cái công tác là giáo dục trí tưởng. Bên cạnh các mặt công tác chuyên môn, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bạc Liêu cũng thường xuyên quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội. Từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã chung sức chung lòng đóng góp và vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, tình thương, nhận đỡ đầu, hỗ trợ con giống, cây trồng, phương tiện sản xuất cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng hàng trăm phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Đặc biệt, thông qua các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng cảnh sát cơ động cũng phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng chống tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đó xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở. Qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát cơ động đã tổ chức tốt cái công tác huấn luyện cơ bản, huấn luyện nâng cao, đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu trong mọi cái tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cái mục tiêu quan trọng của Đảng, Nhà nước, cũng như là các cái đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Bạc Liêu. Cái nữa đó thì lực lượng cảnh sát cơ động cũng làm tốt cái công tác đó là phối hợp với các cái đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh tham gia truy bắt các cái chuyên án lớn của tỉnh, đảm bảo tốt cái an ninh trật tự cũng như là không để xảy ra cái phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Mỗi thành tích chiến công đã qua của lực lượng cảnh sát cơ động một lần nữa khẳng định ý chí, bản lĩnh, tính cơ động, linh hoạt, ứng biến nhanh nhạy của lực lượng được mệnh danh là lá chắn thép trong hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Các đồng chí và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động 15 tháng 4 năm 1974, 15 tháng 4 năm 2024, những người thực hiện chương trình kính chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động công an tỉnh Bạc Liêu thật nhiều sức khỏe, tiếp tục đạt được nhiều thành tích chiến công xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc thời kỳ mới.
Chuyên mục An ninh Bạc Liêu kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.